xin chào cả nhà đã đến với kênh My Linh Finland Review cuộc sống tương lai của Linh nha. Hôm nay là Linh sẽ có một tập tập hợp là cái tập video trước á các bạn. Linh quay hình như là cái tập siêu xe các bạn. Ở cuối cái tập siêu xe đó là Linh có với Linh với chồng Linh có đi shopping. Linh có quay cái shop giày nhưng mà Linh không có quay là Linh đã mua những cái đôi giày nào. Và hôm nay Linh sẽ tập hợp cho các bạn xem là cái đôi giày mà chồng Linh mua cho Linh và chồng Linh mua cho chồng Linh là giày gì và nó có giá bao nhiêu tiền nha các bạn. Đây, đây cũng là cái thương hiệu mà lần đầu tiên hai vợ chồng Linh sử dụng, thương hiệu Bali. Đây là cái thương hiệu lần đầu tiên hai vợ chồng Linh sử dụng. Linh cũng không có mẫu mã và thế nên họ có cái túi xách là rất là đẹp và sang trọng luôn các bạn. Là chồng Linh nói là cái thương hiệu này là ở bên Nice, Nice thuộc Pháp á các bạn, là họ sử dụng rất là nhiều. Thương hiệu này cũng khá lớn cho nên là Linh, vợ chồng Linh cũng thử sử dụng một lần coi nó có chất lượng như là bạn của chồng Linh đã nói với chồng Linh không nha. Và bây giờ Linh sẽ đập hộp cho các bạn xem. Các bạn nên nghĩ là Linh sẽ đập hộp đôi giày của Linh trước nha. Này, nó sẽ nằm đây. Đôi giày của Linh nè. Linh chỉ mua một đôi thôi. Còn chồng Linh á, ổng mua tới hai đôi. Một đôi đôi sandal với lại một đôi bata. Với lại một cái túi xách rất là dễ thương luôn. Mình sẽ quay cho các bạn xem, cam lè. Và Linh mua một đôi bốt màu trắng. Này, mình sẽ mở ra. Họ đóng gói rất là kỹ càng và cẩn thận. Đó, túi sách nè, hộp đẹp ha các bạn ha. Cái màu mà họ làm nhìn nó sang. Này, mở nó ra. Đây họ có một cái túi sách cho mình nè các bạn. Một cái túi sách này mình bỏ giày. Mà bây giờ gói đóng gói rất là cẩn thận luôn nè mọi người. Bây giờ đóng gói rất là cẩn thận và kỹ. Và mỗi một chiếc á là một cái túi như vậy. Nó sẽ bọc lại. Họ sợ bị trầy da các bạn, vì hai vợ chồng nên du lịch bằng xe hết, xe hơi á, nên là họ chồng Linh nói là chồng Linh phải lái xe rất là lâu cho nên là họ đóng gói rất cẩn thận, họ sợ bị trầy cái da của họ. Đây, mọi người thấy sao? Đây là Linh trong bụng lắm luôn á. Linh lấy ra các bạn xem. Đây một đôi giày mà Linh đã me nó từ rất rất là lâu rồi các bạn. Là Linh nghĩ là Linh sẽ mua ha, của thương hiệu Zara hoặc là Mango, nhưng mà nó cũng đẹp đó, nhưng mà không có ưng theo cái ý của Linh lắm. Cho nên là Linh cũng đang ráng đợi coi có một cái thương hiệu nào khác để có một đôi giày mà nó vừa với cái ý của mình không. Nên là Linh rất là may mắn Linh gặp một cái thương hiệu này và đôi giày của Linh nó quá là tuyệt vời các bạn. Đó. Không còn gì để chê luôn á. Đây mình sẽ các bạn xem. Đó. Mang không nóng nha. Mang rất là mát. Linh chồng Linh á ổng mua giày rất là cẩn thận các bạn. Mỗi lần mà mua một cái đôi giày gì đó là ổng bắt Linh phải thử ra thử vô 2-3 lần. Cái thứ hai là mang đôi giày thử ra nè. Đứng 10 phút hoặc 15 phút hoặc 10 phút để xem là nó có nóng lắm không và nó có dễ chịu khi mình đứng quá lâu không. Trời, rất là kỹ luôn các bạn. Cho nên là Linh phải thử tới thử luôn mấy lần Linh mới được mua đôi giày này các bạn. Linh mở luôn cái thứ hai đây nha. Đó. Đây chiếc thứ hai. Và đó, một đôi nè các bạn. Các bạn thấy sao? Xinh không? Linh là Linh ưng trong bụng lắm luôn. Linh coi như là nắng hạn gặp mưa rào vậy các bạn. Đôi giày này có giá là 597 euro, còn 3 euro nữa là sẽ tròn 600. Cho nên là Linh cũng làm tròn luôn, là nếu mà tính ra tiền Việt Nam mình á, đôi giày này có giá trị là 15 triệu.
Linh nghe 15 triệu xong cái giờ Linh nghĩ trong bụng giờ có dám mang nó không trời. Linh đang tưởng đang đang nghĩ trong bụng là bây giờ ủa vậy rồi có dám mang nó không, là cái đôi giày này là cái đôi giày mà gọi là có giá trị nhất với Linh nha. Lần đầu tiên Linh có một đôi giày có giá trị cao như vậy nên là cũng hơi hồi hộp cũng vui đó, nhưng mà đang suy nghĩ là không biết mang nó làm sao đây. Này, các bạn coi xem cái đế của nó nè. Rất là họ. Cái này nè là đi là không sợ trơn nha mọi người. Đó, cái này cũng vậy nè, nó nhám. Mình đi là không sợ trơn nha. Đó. Nhìn rất là chắc chắn luôn mọi người. Cái size của Linh đó là size 39. Nhưng mà hình như là Linh mập lên đó các bạn. Linh mua size 39 năm là 39 năm là chuẩn bị 40 á. Nên nếu mà 40 á thì cái cổ giày nó sẽ rộng, nó không có ôm sát cổ chân của Linh. Nên sẽ mua hơn 0,5 nữa là cái size của Linh là 39,5. Đây, đây giày của Linh nha. Trời ơi, vui lắm luôn á mọi người. Nơi em này là có giày tha hồ mà diện nha các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ Linh sẽ đập hộp hai đôi giày với lại cái túi xách của chồng Linh nha. Yeah. Rất là nặng luôn. Đây, đầu tiên là cái túi xách, là nó có hộp nữa các bạn, nó có hộp để đựng nữa, y như cái hộp giày đó. Nhưng mà chồng Linh nói là thôi bỏ vô cái túi thì không thôi cho nó gọn, chứ giờ thêm hộp thêm đồ vô nữa rồi đùm đùm đề đề. Tại vì đi du lịch mà các bạn xe chở quá trời nhiều đồ luôn, không có chỗ để mà để mua thêm bất cứ thứ gì nữa các bạn. Chồng Linh ông mua tới 17 thùng rượu champagne á. Tại vì vợ chồng Linh đi tới thăm cái làng làm champagne đó, là bạn chồng Linh có cái nhà máy sản xuất rượu champagne đó, nên là chồng Linh tới mua 17 thùng rồi tặng thêm một thùng, là mỗi thùng là nó cái diện tích của nó bự cũng khá bự tương đương với cái túi xách này nè ba các bạn. Đó cho nên là chồng Linh nói là thôi làm cái gì mà gọn nhất là được, không có cần hộp nhiều đâu, hộp về đây cũng dục. Cho nên là chị lấy cái túi này thôi, cái túi cưng không? Đó. Đây. Linh là Linh ưng trong bụng lắm luôn đó mọi người. Nè. Mọi người thấy sao? Và cái dây đai của nó là các bạn. Nhìn rất là chất lượng, mà ngay cái màu cam ông chồng. Cái màu cam là cái màu mà fan ruột của chồng Linh luôn. Ông vô ông thấy cái vỏ này là ông ưng liền luôn đó mọi người. Ông vừa thấy cái vỏ này là mua. Ông không cần suy nghĩ nhiều gì hết á. Ông thấy cái vỏ này là mua liền. Đó. Và cái vỏ này nè, chỗ này là mình có thể thắt cái dây này qua bên này mà mình đeo thắt ngang bụng nữa các bạn. Có thể đeo ngang bụng như vậy hoặc là đeo chéo qua như vậy. Đó, đi du lịch á. Rất là tiện luôn. Mà cái này nó vừa hợp với chồng Linh nữa. Trời trời. Lần đầu tiên thấy một cái túi xách nó làm cho ông chồng Linh là vừa thấy là quyết định mua liền luôn các bạn. Chồng Linh ổng rất là kỹ nha, ổng mua cái gì là ổng phải coi tới coi lui rồi coi cái này đựng được bao nhiêu thứ đồ trong này, có đựng đủ cái những cái gì mà ổng mong muốn không, hoặc là cái da này có tốt không, hay là cái này cái kia nọ. Ngay ở ngoài này có một ngăn các bạn, ngoài một ngăn, ở trong này có một ngăn, đó là hai ngăn, ở trong đây có mấy cái ngăn nhỏ ngăn ra nữa là ba bốn ngăn trong này á. Nên thấy như vậy là cũng quá ok rồi. Đây là túi xách của chồng Linh nha. Giật đi qua một bên. Và bây giờ đặt tới đôi giày tiếp theo, không biết đó là đôi giày bata hay là đôi giày sandal nữa. Nhưng mà sẽ đặt hộp. Tan tan tan, cái hộp của nam á, cái hộp giày của nam á nó sẽ nhỏ hơn là hộp giày của nữ các bạn. Thì nó cũng như là cái đôi giày của Linh, cũng có một cái túi như vậy nè. Đây hộp như gói rất là kỹ càng luôn mọi người. À đôi giày này dây giày xanh đan, đây hộp cũng gói rất là kỹ càng luôn nè. Chất liệu da thì không phải chê nha mọi người. Đây mọi người xem nè, đó cái sang chảnh luôn. Đó, mọi người thấy không? Nó là sang chảnh. Này, đây là một đôi. Cái
kỳ sang chảnh. Đây là dây dày thứ hai duy nhất của dòng Linh và đặt phần luôn dây dày thứ hai nha các bạn. Dạ, bây giờ dây ba ta đó, bây giờ ba ta thì họ bỏ trong cái hộp này cưng em các bạn, đúng thể thao luôn. Đây cũng tương tự, cũng có một cái túi sách, cái túi để đựng giày mà cũng gói gói rất là cẩn thận luôn. Đây tới giờ, tới giờ ơi, đây mọi người ơi, mọi người ơi, cam le đúng là fan cuồng của màu cam ở trong này mọi người đó. Và mọi người xem cái đế của đôi giày này, xem cái độ chất lượng của nó nè, cái da của nó nữa nè, cái này là cái da nha các bạn, cái này là da và cái này là vải nè. Đó, mọi người xem nó mẫu mã thiết kế bây giờ là không có cột dây nữa các bạn, là siết bằng cái này thôi, không có cần cột dây nữa, rất là tiện lợi luôn đó. Chồng lên ông thấy đôi giày này là ông nói mua đôi giày với cái vỏ sách đó là mua, còn cái chỉ có cái đôi giày sandal đó là ông phải suy nghĩ thôi, còn thấy đôi giày này với cái túi sách là mua ngay cái màu ruột mà đó. Mọi người xem cái form dài cũng rất là đẹp nha mọi người. Và cái đế nè, đế là đế cao su rất là mềm, đó, độ ma sát rất là cao luôn. Chiếc này không chịu bỏ túi, chiếc này bỏ túi. Đây, đây là đôi giày của chồng Linh. Mọi người thấy sao, mọi người thấy sao? Ưng trong bụng dễ sợ luôn đó mọi người. Đó. Và cái giá của nó là, giá của đôi giày của chồng Linh là 3 Linh nhớ là chồng Linh nó tính tiền á là 3 món luôn á. 3 món luôn là tầm 2.300 mà. Không, không tới 2.300. À, Linh nhớ rồi. 1.700. 1.700 3 món là đôi giày sandal, đôi giày này với lại cái túi sách này, với túi sách này, ba món này là 1.700. 1.700 là tại vì cái hàng của chồng Linh là mặt hàng này là đang được giảm giá, 40%, nên là nó ba món chỉ có 3.000, chỉ có 1.700 thôi, là 1.200 cho 25 triệu, 16 triệu 500 nữa là nhiêu, 25 với 16 là nhiêu, 41 năm các bạn. 41.500 ba đôi giày của chồng Linh và vô giá là tính ra tiền Việt Nam là 41.500. Đây đó, một cái túi sách, một đôi giày thể thao, một đôi giày sandal là với giá là 41.500 và đôi giày của Linh là với giá là 56.500. Hai vợ chồng Linh là chi ra mạnh tay chi 56.500 để mua 4 món hàng của thương hiệu Bali. Đây, thương hiệu này rất là đẹp. Và Linh cũng xin kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn xem đừng quên bấm nút mũi tên xuống bên có phải màn hình để các bạn có thể
thể follow kênh của Linh, và khi mỗi khi mình có video mới các bạn là nó sẽ tự thông báo cho các bạn biết là ngày hôm nay Linh phát sóng như thế nào. À, Linh cũng xin lỗi là cũng có nhiều người phản hồi với Linh đó là sao mà video gì thấy ngày có ngày không, rồi có khi hả chờ 3-4 ngày mới có. Là xin lỗi vì gì cái chuyến du lịch vừa rồi 2 tuần, đi 2 tuần, cho nên là cái thời gian mà tại vì Linh hay chồng Linh đi bằng lái xe, đi du lịch xuyên quốc gia mà lái xe đi chứ không có phải đi máy bay các bạn, cho nên là phải đổi tài. Thứ nhất là phải đổi tài, cái lúc mà chồng Linh lái là Linh phải quay video, còn cái tới lúc mà Linh chồng Linh đổi tài lại cho Linh á là Linh phải thay phiên qua thay phiên lại, Linh không có thời gian luôn mọi người. Đi chơi mà giống như là đi chạy giặt vậy đó, vội vàng lắm, cho nên là Linh không có thời gian để mà phải cắt ghép video rồi làm make up cho cái video mình nó đẹp rồi này kia, rồi chỉnh chu hơn để mà up lên cho các bạn xem. Mỗi lần up với lại qua đó mạng rất là yếu luôn mọi người, mạng rất là yếu luôn. Mỗi lần mà Linh muốn up một cái video của Linh là 15 tới 20 phút á, là Linh mất 3-4 tiếng đồng hồ, phải ngồi chờ 3-4 tiếng đồng hồ. Linh là Linh không có thời gian, nếu như ở bên Phần Lan nè, là mỗi lần Linh up một cái video á 15-20 phút, Linh chỉ mất có khoảng tầm 10 phút của Linh thôi, chạy rất là nhanh luôn các bạn. Nhưng mà qua bên đó mỗi lần Linh up một cái video mất mấy tiếng đồng hồ, Linh không có thời gian để Linh làm, cho nên là đó là lý do tại sao mà cái kênh của Linh đó là ngày có ngày không, hoặc là có ngày trễ 2-3 ngày, là mọi người cũng thông cảm cho Linh nha. Và bây giờ Linh cũng đã up liền 6-7 cái liên tiếp rồi, mọi người sẽ có cái mà coi. Cho nên là mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh của Linh và đừng quên subscribe kênh cho Linh để các bạn có thể follow các video tiếp theo vui hơn, thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.